Các anh ôm gánh nặng của quá khứ, cố thay đổi một tương lai không hề biết trước. Đó chính là thời khắc các anh đánh mất đi hiện tại của mình. Ngài nói cũng phải. Nếu chúng tôi sống trong hiện tại thì sao? Thì các anh có thể nhận ra chính mình, có thể phát hiện ra những thứ khiến cho các anh khổ đau. Nếu như anh ta không muốn lội qua sông, không muốn bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy anh ta chỉ có thể cầu xin thần linh. Khi cầu xin như thế, bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân anh ta không? Hàng người này chúng ta gọi họ là kẻ ngu si, đại ngu dốt. Cũng như vậy, nếu một người dùng trí tuệ hàng phục dục vọng và ngu si, thì làm sao họ lại không tìm được chân lý và đạo giải thoát kia chứ? Nếu như chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Họ không thể bước ra khỏi vạch xuất phát.